và Meccano. Bay Munich đội hình 1.700 tỷ nha, chứ không phải, cũng khá là đẹp. Ở đây thì chúng ta có tiền đạo có Lewandowski 23 tỷ cộng 5, cam thì có Shaqiri 21 cộng 8, Sadio Mane và Ivan Perisic 23 tỷ, với lại Best World Cup đều cộng 5 cả. Vị trí tiền vệ phòng ngự thì chúng ta có Toni Kroos cộng 5 23 tỷ, và Effenberg của FBS của FBK cộng 8, Alaba do Cancelo cộng 8, Upamecano với lại Jerome Boateng, một con cộng 5, một con cộng 8 đó. Nói ơi cộng 8 luôn, khá đẹp. Tuy nhiên thì ở đây vị trí này thì mình nghĩ là nên chọn con Alphonso Davy hơn. Alphonso Davy thì tốc độ nó ngon hơn, đánh giá cao con Cruz ở khoảng chìa trọt. Hai quả vừa rồi con Cruz đóng vai trò khá nhiều. Thủ thì chưa thể đánh giá được mấy, có thể đá thêm con Cruz này. Cruz này truyền thì hay, miễn bàn. Ái chà, Florentino này múa cực gắt. Chuyển đi nào bro. Ok, nhưng mà cái tuyến giữa này, con Shaqiri này nó lùn quá nhỉ. Thể hình trung bình, to cao tí nhìn nó đỉnh. À, phân bớt đá cam được đúng không? Tuyệt vời. Em cầy chai nhưng phải nạp khoảng 200-300 thì mới khỏe được ạ. Đúng rồi, nói chung là có ít thì nạp ít thôi. Nhìn chung anh em đá FIFA thì cái trò này thì nếu mà anh em muốn tăng một mức nào đấy, nếu mà tầm 200-300 nạp chơi sổ tay các thứ thì khá là đẹp. Hoặc là chơi money back ấy, hoặc là thỉnh thoảng kiếm tí cửa hàng tiện lợi ấy. Những cái sự kiện mà kiểu cho cầy chay ấy, bèo bèo cũng phải tầm mười mấy tỷ sổ tay, cộng thêm cái money back kit nữa chắc tầm 30 tỷ, hên hên mở được thẻ ngon. À, ok, cross cắt bóng thành công. Mane chạy đây, chạy đi, quá tuyệt vời. Em là kiểu lên chuyên nghiệp 1 là tầng cấp pro nào cũng chơi lại. Chuyên nghiệp 1 bình thường anh em, chuyên nghiệp 1 không phải rank quá cao. Nó là kiểu rank dành cho anh em kiểu mới chập chững chơi, chập chững leo rank ấy. Còn nếu mà anh em đá mãi mà không lên được thì chứng tỏ là anh em chưa đá với khả năng thực sự của anh, hoặc anh em chưa biết cách để tối ưu. Bình thường leo rank cỡ chuyên nghiệp là anh em đầu tiên là nên dễ đi sắp xếp đội hình ra nó cụ thể, chọn những huấn luyện viên phù hợp, đá một sơ đồ hợp lý, lấy một huấn luyện viên nhà quản lý đúng cái sơ đồ mình đang cần, kiểu thế. Nhìn chung không khó lắm đâu, cách đá thì chỉ cần giữ bóng thôi. Ui, chào Mạnh nha, may mắn á. Rank thấp thì không cần, rank thấp thì anh em thấy tôi đá cỡ kiểu rank chuyên nghiệp hay bán chuyên. Áo trình mà, tôi không phải tôi khen tôi đá hay đâu, mà thực sự là mấy cái rank đấy tôi đá cảm tưởng tôi áo trình đấy. Thì cấp 3 thì phải học chăm chỉ thôi, chăm lên là được. Ngày xưa tôi Toni Kroos. Ui, mẹ húc còn ngã. Cộng 8 húc cộng 3, hoặc cộng 4 còn ngã kìa. Nhiều lúc là game làm điêu quá. Dễ vừa. Xin nhẹ chấp anh.
Đây rồi. Lê Quán. Ôi. Skill để làm màu thôi. Ua. Thế bà. Đỉnh vậy. Yes. Không thể tin được pha vừa rồi. Tôi đã có rất nhiều những tình huống áp sát đối phương nhưng mà lại không vào. May quá vẫn vào. Cướp được bóng rồi. Đấy, để góc cho Sakiri chả khác đếch gì mẹ để Falkland mẹ sẽ đề cả. May quá, bóng bật ra. Vẫn có góc để sút. Hay quá. Nãy giờ toàn đá suốt bữa đá bồi không à. Phải trưởng. Mẹ con Sakiri game này làm hết ạ. Một mình nó đấm hết tuyến giữa luôn. Sợ thật. Hát trích luôn này. Nãy giờ tôi đánh giá hơi sai nó. Hơi quá đà.